là các bạn ấy cắt nó hơi lỗi, nó bị sẹo ở phía trên đầu của mí và hai là ở dưới thì bị sụp, nhìn mặt nó rất là già. Chị biết qua bác là cá nhân là chị cũng xem trên mạng tham khảo, tại vì là khi mà mình muốn sửa một lần nữa thì mình cũng muốn là tìm những chỗ uy tín. Và thứ hai là chị gái chị thì chị có cắt ở đây, chị cắt phía trên và bóc mỡ phía dưới và chị làm rất là đẹp. Thì cắt chỉ sau 7 hôm thì hàng xóm nhìn thấy bác là đến cắt luôn, nên là chị cũng đến và chị cắt. Nice. Trong quá trình mình làm thì cần đau hay khó chịu gì? Đau thì chỉ là lúc mình tiêm thôi, tại vì người ta chỉ cái miếng cũ của chị là nó sẽ nên tiêm nó hơi đau. Còn làm xong thì chị bình thường, ra khỏi phòng là 3 phút chị về. Sau khi làm xong thì về thì cũng rất nhiều người bảo là cái dáng này là đẹp đấy, không biết cắt chỉ sau thế nào, nhưng mà mọi người cũng khen đẹp và cũng một số bạn bè chị cũng xin địa chỉ để bảo là muốn đến để thăm khám. Đúng là hiện tại thì chị cũng là mấy vụ, thế nên là chị rất là ok, tại vì các bạn là chăm sóc rất là tốt, hàng ngày đều gọi điện, đều nhắn tin cho chị và yêu cầu về hình ảnh để kiểm tra. Vậy là khi mà chị hỏi các câu hỏi thì các bạn đều trả lời. Cả hai là chị cắt kỹ xong chị thấy là rất là nhẹ nhàng, không đau. Mà tại vì chị rất là sợ đau, nhưng mà cắt không đau. Hay là khi mà cắt xong thì chị rất là ưng cái đơn vị này. Hy vọng là sau khi mà đủ quá trình mà dưỡng mà nó đẹp thì tốt. Tại vì do chị cơ địa rất là sợ. Thì có rất là nhiều các chị em mong muốn chị tìm hiểu về, thì qua đây chị có thể truyền một chút động lực cho các chị em không ạ? Thật ra thì chị cũng như banh người là phụ nữ thì mình rất là muốn làm đẹp. Thế nên là cũng hy vọng chị em là muốn làm đẹp mình hãy làm luôn, chứ không phải là mình suy nghĩ lăn tăn là sợ đẹp hay không đẹp mà không dám làm. Tại vì chị là khi làm như xong là chị còn đã muốn làm rất nhiều cái đấy. Như là cái má, cái mũi má chị đang tìm hiểu. Có thể là ra Tết chị sẽ làm được. Còn không em mới những năm tháng hai ta cùng nhau chung mơ sẽ không dài, đêm nay phải xa cách dù mỗi người.